Theo quan niệm văn hóa Tây Phương, số 13 là con số xui xẻo. Nhưng không biết vô tình hay hữu ý, cuộc đời vinh nhục của Bảo Đại, vị hoàng đế cuối cùng của Việt Nam lại gắn liền với số 13. Một, năm sinh, vua Bảo Đại tên Húy Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, sinh ngày 22 tháng 10 năm 1913. Hai, tuổi lúc đăng quang, ông lên ngôi hoàng đế lúc 13 tuổi vào ngày 8 tháng 1 năm 1926. Ba, thứ tự kế vị triều Nguyễn, ông là vị vua thứ 13 của triều Nguyễn. Bốn, chính thức ngồi ngai vàng là 13 năm, đăng quang năm 1926, nhưng sau đó vua quay trở lại Pháp học tiếp, đến năm 1932, học xong, vua về và chính thức ngồi ngai vàng trị nước. Tới năm 1945, ông thoái vị, tính từ năm 1932 đến năm 1945 là 13 năm. Năm, tổng số hoàng tử công chúa vua có là 13 người. Vua Bảo Đại nổi tiếng đào hoa, ông có 8 người vợ và 13 người con. 6. Giờ an táng, vua mất vào năm 1997, an táng lúc 13 giờ ngày 6 tháng 8 năm 1997, sau khi chờ tạnh mưa múc hết nước dưới huyệt mộ để chôn cất.